sờ bên này tay tay là sờ bên này thấy nó bằng bên này là bên kia nó cũng bằng phải không? Cầm này đập ướt rồi. Rồi bây giờ thưa về đồ cái này móc đồ kia về thế nào đồ nào đẹp hơn nhỉ? Để xem nào đồ nào đẹp mặn nó đồ nào đẹp lấy thôi đồ nào đẹp hơn cắt cái đồ này đó lấy cái này kia đồ này đẹp hơn cái này là đầu ừ, đẹp hơn đặt thế nào đẹp thế nào vì đâu một cái thương vô người dùng còn một miếng thì có gì đóng đứng đây nha cái này mỏng thế nhỉ nhìn những cũng không phải ba phân không phải cùng cái hãng này đâu nhớ phải không mới xấu hơn ngang nhé 1m6 bên dưới đây đây nhiều phân đây 1m6 cho lên lên cho lên 10 phân nữa 1m7 bởi vì hai đầu mỗi đầu là một tí thắt một và 5 phân là nó sẽ hụt vào 1m7 không trừ cái thắt bụng một tí đây thiếu đi còn cắt hụt đi đấy lấy cái tấm da sang đo lên là 20 đầu này là thành giường đầu giường chân giường chân thôi chân bên đầu là khung cái này khung chân còn chưa sẻ chân đấy cái cây này này cây này bị cây này
này. Vuông 10. 8 10 là cũng được. Phân cả thước rau cái gì không cầm về 70 đến đây đi về lấy rau này, sau là cắt một hai đoạn này sẽ lên thôi. Chiều này là 10 phân trực thì 20 18 được 17 10 phân. Cái này là bây giờ là cắt để làm thước vuông, để đo kích thước vuông. Đấy, 40. Cắt luôn, 40. Thước này là đọc thước vuông, thước vuông để cho nó là đóng cân tất cả cái góc vuông.
triệu vuông này để mình đo tất cả những cái làm giường, làm mộc, làm tất cả các thứ là phải có cái thước này. Chân về hai bên, bên một bên này, cái này ở một bên thôi, hai. Bên một bên này, bên trong đấy rồi. Này ạ. Rồi. Rồi. Đây. Đây mới là thước vuông. Bây giờ cắt, không cắt được chuẩn bị để cắt được. Cái này nó phải là 99%, không phải là. Bằng cái thước này. Không được là phải chỉnh lại, phải làm lại. Chiều này xẻ cái chiều kia xong cắt xong mới xẻ cái chiều này được. 15 phân mà, cái chiều này 15 phân, cái chiều này 10 phân có sẵn ở đây. Cái nào không dọn thì cũng xẻ cái sàn này 10 phân. 10 phân. 10 phân cái này bây giờ một tí xẻ phải còn ăn mép ngoài đấy. Không được ăn mép trong rồi. À đấy. Cũng thấy ô nhiễm đấy nhưng mà cái này không lấy được. Không nổ, lấy trước lâu lắm rồi nhưng mà không lấy được nhỉ. Chỉ có một cái duy nhất nữa là cá sào à, thưa này. Làm phần cái này cột giường. Cột chân giường. Chân giường. 15 phân. Đóng như đóng như sập. Thế nào? Đã được chuẩn chưa? Chưa nó mà vợ vọng thì khô sập. Chưa một tí thì có ai mà đi về đo của mình đâu. Oh.
là dùng. Chịu sửa được à? Không ăn thì sửa ăn. Thế bên này nó tảng bên. Đấy. Tảng chưa? Thẳng hai khung là mình đặt ở cái thước nó. Nó phải nó thẳng mép này thì nó thẳng. Thẳng ngói. Ờ thì nó mới vuông cái kia. Thì người ta mới gọi là đặt thước vuông. Đấy cái này bút này cũng hết bì hết chì rồi. Chứ phải cầm vuông ở đây, không phải cái tí cái này nó lại bây giờ. Rồi. Xong, bút nó không vẽ được. Vẫn làm thế này này. 50. Cứ vậy phân 50 đi, xong đặt thước này vào. Bây giờ. Thì nó mới... Đấy, mới là 50. Đây được rồi. Đấy. Thước này mà còn không vuông nữa, cả các thước là vuông hơn nữa. Này sao nó cong thế nhỉ? Sao là cong là do mình vé chứ không phải là thước nó. Trong nhà thôi.
35 phân. Đấy chứ mặt 35 phân. 35 phân bên này nếu tí đặt không cần cũng được, đặt thư vuông này đi. Sợ mình đặt không vào đấy nhiều khi nó gì cái này. 35 phân. Điện 10 phân là 45 phân, trên 5 phân tí là mình đóng thêm một cái lượng nào này. Ba mươi lăm phân là đây là khoan lú mấy phân? Ba mươi lăm phân bây giờ tí mặt trên nhá, bây giờ phải đo cái ván á. Đo cái ván kia nó xuống đây bao nhiêu phân, bây giờ nó xuống trừ xuống nhá. 35 phân là mặt trên đấy, đo bốn cái như nhau hết nhá, đo bốn cái như nhau xong một tí đo cái ván kia, sau nó khớp vào cái này nó mới được. Được, nó chỉ 99 thôi. Nó còn thiếu một ly mà, nó cái gì này, đặt vào đây. Hết à? Hai mặt. Hai mặt đó mà. Mặt trong mặt ngoài đó mà. Hai nó đi hai đầu đó mà. Đi, sao mình lại đi đâu rồi? Đấy. Nó vào mực chưa? Chưa. Chưa thì phải chỉnh nhớ lại. Đặt thưa vào đây, vẽ đi. Này. Cho nó sang miếng đứng như thế này, vẽ bên trong luôn. Mai lắp, cũng lắp như thế này đấy. Đấy. Vẽ bên trong này. Ừ. Mà lắp cũng lắp như thế. Bên này không cần vẽ. Bên này vẽ ở dưới này rồi, có thể là đây này, vẽ vào cái mục này, thấy không? Mai là làm mục là theo đây. Nhưng mà sao cái này lại cách? Cái này cách là một tí là mình phải cách vào hai, theo cái này nó phải cách vào một phân để bắt cái mục như kia. Ừ. Cái này bây giờ là... Đấy, của nó ấy, chính, của nó. Bây giờ phải là quay. Bây giờ mới được là hai cái cụ này ấy. Có nghĩa là đục cái này nó đục sang đây. Ván 3 phân. 2 phân mộng. 2 phân mộng. Từ ra đây xuống đầu này, đo theo kích thước này là 20 phân. 20 từ đây xuống đây là 20 phân. 20. Đấy, nó lên đây. 20. Đây và đây cũng là 3 phân. 3 phân thì 2 phân mộng. Nói như thế. Rồi cái kia tất cả những cây đều số 2. Đây à? Đâu nhỉ? Từ đây xuống. Bên nào cũng được à? Bên nào cũng được. 20 phân xuống một tí vậy xong là tính góc nào thì tính sau. Đây. Rồi. Đặt thư vuông gạch luôn đi, không đi một tí lại. Kìa cứ đây xuống á. Đây là gạch như thế. Gạch như thế. Thì cứ đặt vuông xuống là gạch cho nó để lấy cái vuông ngang đó. Cái này chắc tổ. Không cho ra ngoài vạch này nhá nhá. Làm ra cho ngoài cái này. Làm trong vạch là được. Không, đã xuống hãy bấm đi. Đã xuống hãy bấm à? Đặt vào trong một tí nữa. Cái này tôi thấy. Đấy. Rồi. Đấy. Ấn mạnh nó nhạy cho em bấm. Rồi, 5 phân. Cái này phải cán hết một nửa này.
Rồi, để chú làm một cái xem nào. Ừ, để chú làm một cái ha. Sao nó cũng khói ra thế nhỉ? Bảy phần bảy 2043 bảy 21 phần Thank you.
5 phân rồi. 6 phân, 6 phân. 5 phân rồi, 4 phân cũng được. Đi cắt cái gì. Làm cho nó bằng. Ăn hết hai bên mực. Kiếp 12 năm, gần 13 năm. Bây giờ đi 2 năm nó thấy lâu lắm rồi. Nó đi 12 năm, thật sự. Không biết đưa về. Khi nào hòa bình mới đưa về. Dạ. Thượng đời. Đây cái thước vuông ở đây. Năm phần học nhiều. Thế sâu thì nó chết.
74. Thank you.
không phải đâu đấy đã, lật cái kia xem nào, lật à, cái đấy đúng đấy. Rồi lật cái đấy đúng rồi, lật bên kia thế ờ, lật đấy 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 của nó đấy. Cái nào mà tí cái vai giờ khi bên này mà chạy bên này không mà nó không thấy đâu. Bên này, bên này nó ở bên này nhá. Ờ, nó đúng thay tí rồi chưa? Cái này không có cái tre cái này làm sao mà nên? Phải có một tấm tre ở dưới chân đúng không? Ở trên đầu khi nó còn nằm cao hơn bảo cho hàng gần 1 mét kia ông Khánh bảo làm lên thật cao nhưng đang tính là mới tầm 25 phân 30 phân thì lên tầm 50-60 phân được rồi. Rồi, cái này chiều nay lại nằm. Chiều nay lại khoan lỗ cái này á. Ờ, mà khoan cho lại đục á. Lại đục một cái lỗ đấy nữa. Đục cái ở đây, đục cái bên kia. Cái đấy cứ lắp cái này ra mai kia. Lắp sau, lắp cái này trước. Sau là cái đấy lắp sau. Cái đấy mình chỉ khoan thôi. Mình đục cái lỗ thôi. Đục đứng á. Thế tháo ra đục. Tháo ra đục chứ lắp ra xong nữa mà. Thank you.
này đúng rồi, cái này bên kia. Cái này là bên này. Sửa một tí nữa. Chúng vào chỗ mắt luôn ấy. Cái này kia đây, đây chỉ còn hai cái nữa là được. Đâu đây, đặt 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 đây, đây 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 đây. Bị lấy tân mỹ về Hà Lan, tân mỹ Hà Lan về Lâm Bình đấy. Đây là 70 phân hay là 35 phân, còn 35 phân đúng cái này đúng chỉ đôi luôn, cái này cái này là 35 trên 35 dưới 35, 70 phân. Quay đầu. 50 rồi. Tạm thời được 50 rồi. Đúng rồi, tí nữa lắp cái kia nữa là được. Bây giờ nó hình chung một tí đấy. Còn hai cái kia nữa là xong. Bây giờ lắp hai tấm này với một tấm kia nữa.
sau là doa một phát hai tấm này ngày mai đây để làm cái này mai lấy cái tiền về. Hơn V là chân dương hiểu không? Cái thanh này này nó nhầm phải nhầm cái thanh này thôi. Cái thanh này này. Bây giờ ký hiệu cái đầu này luôn đi. Mai là lắp luôn. Không cứ biết là cái mặt ở trong mặt bên ở trong là được là một tí mình thích đảo này và nó không biết chứ ở bên nào là mình biết luôn. Dài rồi, cắt bộ. Đây. Làm xong cái giường này mai một ngày một buổi thôi đã xong rồi, một buổi chát xong đã. Làm xong một buổi chát xong. Xem. Xuống thơm một tí nào. Bây giờ thầy nhất mét 65 và mét 6 thì mét 65. Nên mét 85 đấy, mét 85 hay mét 9 đấy. Tí lấy thước đo biết ngay. Thấp.
vào. Đấy chưa đập đâu. Đấy. Đấy chỉ xỏ vào thôi chứ đập. Đã sâu. Như là đầu dương. Đây thoải mái. Đó, xe. Đó bên trong là đó bên ngoài là mét chín. Đấy. Đúng rồi, mét chín. Mét 7, mét 8 bên đây này. Đấy, mét 8. Mét 8. Mét 65. 68. Gì? Ngoài này. Cái này một tí thế điểm nó chỉ đến đây thôi, chắc nó không còn không, không đến đâu, còn không đến đâu, tận đến đây mét 6 thôi, mét 62. Cái gốc này, bốn cái gốc này không xuống được đâu nhá, bởi vì nó vướng cái cột này đây này, cái gốc này này 1m8 lên đến đây, bây giờ một đêm 1m6 1m8 thì cái này mai kia muốn luôn á, phải rộng ở đây xuống đến đây, xong là đây phải rộng từ đây xuống đến đây, lấy mái về vạch xong rộng lên đây, xong cắt ở dưới bỏ cái này cái dưới này đi, thì cái tấm kia nó vẫn lên đây, nó vẫn lên đây đi sang bên kia. Để đặt một to là cái gì mai làm cái thành khung này với cái này này, cái thành khung này nó cũng đây kia làm cái kia sang kia hai tấm, đây một tấm, ba tấm, sáng mai biết xong không xong chắc tháng chiều thì làm sàn này luôn, những cái kia thì làm sàn đóng luôn ở dưới. Làm xong còn phải doa hết, xong thì mới đóng cái này làm cái ấy, doa xong khoan chốt hết. Xem có màu đấy thì đẹp luôn. Lấy cái xuống về chim hóa mua cái sân màu đồng ấy.